liên quan đến chính sách thu lệ phí trước bạ, cơ quan thuế cho biết cơ quan này không yêu cầu người nộp thuế kê khai, nộp lệ phí trước bạ xuất trình tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu theo quy định. Theo công văn giải đáp của Tổng cục thuế, các cục thuế trên cả nước giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ, căn cứ quy định pháp luật về lệ phí trước bạ và quản lý thuế hiện hành không có quy định khi kê khai nộp lệ phí trước bạ, người nộp thuế phải xuất trình tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe máy nhập khẩu. Theo đó, cơ quan hải quan không thực hiện thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với phương tiện nhập khẩu có tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 1 tháng 12 năm 2020. Do đó, khi người nộp thuế kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với phương tiện nhập khẩu, thì cơ quan thuế không yêu cầu người nộp thuế xuất trình tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu theo quy định. Trường hợp cần tra cứu thì truy cập hệ thống điện tử của cơ quan hải quan để kết nối dữ liệu phương tiện nhập khẩu. Tổng cục thuế đề nghị cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ quy định nêu trên và công văn số 14650 BTC TCHQ về hướng dẫn về việc khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện nhập khẩu để thực hiện